Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 120 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 550 Tàn Bạo Trên diễn võ đài một tiếng giang đinh tài nhức ốc phát ra Một nam tử thon gầy phun máu bay ngược ra sao Đến khi mà rơi xuống mặt đất sắc mặt đã trắng bệt cả người hấp hối Đứng trên đài là một nam tử khôi ngô, sắc mặt lạnh lùng, chính là người mới vừa trở về nội môn không lâu, Khuê Lan. Trận thứ 8, Khuê Lan thắng. Trên đài phân xét, trưởng lão cao giọng hô. Nghe được cái lời này, người người dưới đài liền như ông dở tổ hối hả hẳn lên. Thấy chưa, chỉ là một chiêu, Lâm Phong Sư Huynh là thần chiếu tứ trọng, vậy mà bị đánh bại rồi. Khuê Lan tới tạp dịch phòng mười mấy năm rồi, thực lực không có chịu ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên, hắc diện Diêm La năm đó quát tháo nội môn, sao có thể là kẻ tầm thường chứ? Lần này, hắn quay về nội môn, xem ra là danh ngạch đệ tử tinh anh sẽ là của hắn rồi. Chà, xác thực như thế, Lâm Phong Sư Huynh mấy năm này liều mạng tu luyện, thật là uống phí cả một đời rồi. Ai ngờ được cái tên ác lan kia lại trở về chứ? Cùng lúc đó, trên một diễn võ đài khác, cũng gian lên từng trận tiếng kinh hồ. Nơi đó, Nguyệt Linh lạnh lùng, nhìn cái bóng người toàn thân đậm mau dưới đất, trong mắt không có một chút cảm tình nào. Trận thứ bảy, Nguyệt Linh thắng. Mọi người giật mình một hồi, đều ai tháng lắc đầu. Lần này, nội môn thi đấu, các sư huynh tham gia, đúng là không may rồi, danh ngạch vốn đã không nhiều, bây giờ hai con hung thú trở về tranh đoạt. Cơ hội của bọn họ gần như bằng không còn danh ngạch kia đảo mắt nhìn về phía ba cái đài cao khác từng tiếng phần xét vang lên trận tỷ thí thứ chín liễu hút thắng trận tỷ thí thứ bảy hồ mị nhi thắng trận tỷ thí thứ mười ba quỷ hổ thắng mọi người run rẩy liếc nhìn nhau đều thở dài một hơi bọn họ sớm đã nghĩ đến lần này nội môn thi đấu có thể lấy được danh ngạch tinh anh cũng chỉ có năm người này thôi các sư huynh đệ khác lên đài chỉ là vật làm nên thôi. Chỉ là vật làm nền thôi, có người thậm chí á. Mọi người nơm nớp lo sợ, nhìn về phía đệ nhất diễn võ đài. Nơi đó, ở phía dưới đài nằm đầy thi thể băng lãnh, tận là 13 cổ thi thể, tất cả đều chết trên tay của đại sư huynh quỷ hổ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn xuất thủ lại quá ác. Người lên sân tỷ thí với hắn, tất cả đều không có ngoại lệ, nhất là kích tất sát mà lại là một cổ thi thể ngã xuống còn không kịp xử lý. Một cổ thi thể khác đã bị hắn ném xuống đài. Quả thật chính là cổ máy giết người. Đại sư huynh, ta, ta bỏ quyền. Một nam tử gầy nhỏ, thần chiếu tam trọng, đứng trên võ đài, đối mặt với hùng thú quỷ hổ. Bị dọa cho đến sợ chết khiếp, hai chân phát rung, còn chưa có lên sân khấu, mở miệng cầu xin tha thứ. Lạnh lùng nhìn hắn, trưởng lão phân xét đạm mạc nói, đệ nhất diễn võ đài đùng một tiếng có một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền ra gian vọng trong tay của tất cả mọi người nam tử vừa mới cầu xin tha thứ trừng mắt ngã xuống đất cuồn cuộn máu tươi chảy xuống từ trên trán của hắn chính là quỷ hổ cách không nhất trưởng đánh chết hắn hít vào một ngụm khí lạnh mọi người sợ hãi nhìn quỷ hổ người ta đều đã bỏ quyền làm gì phải đủ tận giết tuyệt như thế chứ tuy nói ma đạo vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng mà tốt xấu mọi người là đồng môn sư huynh đệ mà. Trên diễn võ đài, tất cả mọi người không có ai hạ tử thủ, chỉ có quỷ hổ này, lên là giết, không lưu tình một chút nào, quả thật không phải là người. Trưởng lão phần xét cũng trao mài, trong mắt nổi lên vẻ tức giận. Nếu như đối thủ lên sân khấu, cùng hắn tỷ thí, hắn đánh chết thì còn hiểu được. Nhưng mà người ta đã bỏ quyền rồi, lão tử còn đang tuyên bố kết quả Ngươi thế mà còn đuổi tận giết tuyệt thật là quá không có nể mặt lão tử quỷ hổ vẫn lãnh đạm lại sâu xa nói hắn không có nên báo danh nói nhảm lúc hắn báo danh nào có biết được sẽ phân tỷ thí với ngươi chứ trưởng lão phán xét hít một hơi thật sâu mới cưỡng chế nụ khí trong lòng lạnh lùng nói đệ nhất diễn võ đài trên tỷ thí thứ 14 quỷ hổ thắng người kế tiếp chúng ta bỏ quyền chúng ta bỏ quyền trưởng lão phán xét mới nói tới đây dưới đài đồng thanh hô to sau đó một đám người như là một làn khói bay biến đi mất bất đắc dĩ lắc đầu trưởng lão phân xét chỉ có thể cao giọng nói đệ nhất diễn võ đài người thắng sau cùng quỷ hổ chỉ một thoáng dưới đài vang lên cái tiếng vui mừng khôn xiết tiếng nịnh nọt không ngừng nhưng quỷ hổ không có nhìn bọn họ chỉ lạnh lùng rời đi lại qua nửa canh giờ sau trên mấy cái diễn võ đài còn lại cũng phân ra người thắng cuối cùng không ngoài sở liệu chính là bốn người liễu húc hồ mị nhi nguyệt linh và quê lan còn có mấy đệ tử khác tuy cũng thắng nhưng mà bọn họ không có nhẹ nhàng tự nhiên như bốn người này qua bao trận luân phiên luân chiến thể lực của bọn họ đã tiêu hào quá lớn chỉ nhìn sơ qua liền biết là mấy người này nhất định đã bị đào thải trong nhập môn chiến. Lúc này một vị trưởng lão đi đến, bày một cái hộp gỗ trước mặt của mọi người. Trúng tuyển danh ngạch đệ tử tinh anh, chỉ có 5 người, các người tự do đấu chiến, chỉ có 5 người mạnh nhất mới có thể trúng tuyển. Liếc nhìn nhau, 5 người quỷ hổ, quê lang đều không có quá để ý, nhưng mà mấy người khác thì cảm thấy xấu hổ. Nhưng mấy người khác lại cảm thấy khổ sở. Bọn họ so với năm tên thiên tài này dạng dạng là không bằng rồi. Nhưng không có cách, bọn họ phải kiên trì tiếp. Một nam tử, tướng Mạo Anh Tuấn, đến trước hộp gỗ, đưa tay vào, lấy ra một cái tờ giấy mở ra xem, sau đó giao cho trưởng lão, cùng kính nói, khởi bẩm trưởng lão là diễn võ đài số 5. Trưởng lão gật đầu, không có nói gì. Thế nhưng đúng lúc này, lại có một cánh tay tráng kiện cực nhanh luôn vào trong hộp sau đó rất nhanh rút ra mở ra xem khóe miệng nhếch lên đầy nguy hiểm thật là khéo ta cũng là số năm quỷ hổ trận đôi mắt khác dơ cao cái tờ giấy kia cho tất cả mọi người nhìn trong mắt hung ác co lại người kia giật nảy cả mình bị dọa cho đến sắc mặt trắng bệch dỗ dạ khoa tay đại đại sư huynh ta lại một tiếng đùng vang lên. Người kia chưa có nói hết lời, đã bị quỷ hổ cho một trưởng mất mạng. Vị trưởng lão kia cũng nhướng mày nhìn quỷ hổ nói, tỷ thí còn chưa có bắt đầu mà. Thì sao? Dù sao kết quả quỷ hổ cười to. Không có cách nào, người trưởng lão kia không có nói thêm gì. Ma tông cường giả di tôn, quỷ hổ này chính là đệ tử mạnh nhất của nội môn, có tư cách tùy hứng này. Hắn không có thể nói gì thêm, huống hồ hắn còn là đệ tử đắc ý của đại trưởng lão hắn chỉ có thể qua loa cho xong chuyện người còn lại tiếp tục đến rút thăm đi trưởng lão kia đưa cái hộp cho người khác bọn người khuê lang đưa tay nhét vào trong nhẹ nhõm còn mấy người khác đã bị cảnh tượng tàn bạo vừa rồi dọa cho đến sắp tè ra quần bàn tay luôn vào trong hộp gỗ đang không ngừng run rẩy con mẹ nó nội môn thi đấu hung hiểm như thế sao Ta còn tưởng rằng chỉ có tu la tràng ở tạp dịch phòng mới như vậy chứ. Nguyên lai nội môn cũng giống vậy sao? Mấy người, tất cả đều là chung một khuôn mặt, tay trong hộp không ngừng quấy lên, lại chậm chạp không có rút ra. Sau cùng có một người cắn răng rút ra một tờ giấy, trong miệng thầm niệm thượng thiên phù hộ. Sắc mặt của người này đã tái nhợt rồi, ngay cả dũng khí nhìn cũng không có, chỉ đưa tờ giấy cho trưởng lão trưởng lão bất đắc dĩ mở tờ giấy ra sau đó nói đài số 4 đấu chiến hồ mị nhi nghe được câu này người kia lại sững sờ sau đó mới mở to hai mắt nhìn về phía hồ mị nhi thấy hồ mị nhi nở một nụ cười xinh đẹp với hắn lộ ra xung quanh vũ mị người kia liền phân tâm nộ phóng linh hồn nhỏ bé hạnh phúc xong tận trời ô trời là mỹ nhi sư tỷ ta không phải đang nằm mơ chứ mị nhi sư tỷ ôn nhu xinh đẹp nổi danh nội môn chết dưới hoa mẫu đơn rồi thanh quỷ cũng phong lưu dù sao điều phải bại có thể thua dưới tay của mị nhi sư tỷ cũng là một loại phúc khí người kia chăm chú nhìn hai con người lòng lành giống như hoa đào của hồ mị nhi lại thấy hồ mị nhi mềm mại nhẹ nhàng nói sư huynh sư tỷ thân thể yếu đuối ngươi phải thủ hạ lưu tình nha đương nhiên đương nhiên rồi Người kia ngơ ngác đáp, không một chút nháy mắt, nước miếng chảy dù dù bay theo gió, trái tim đã bịch bịch nhảy loạn. Mấy người còn lại thấy thế, đầy vẻ ghen ghét. Làm sao mà tiểu tử này dẫn khí tốt vậy chứ, lại rút trúng mị nhi sư tỷ lưu lại cho chúng ta toàn là hung thần ác sát. Chỉ của trưởng lão kia cười lạnh, trong mắt đầy vẻ kinh bỉ, một đám ngu ngốc, tâm tình bất ổn, khó thành đại khí, chương 551, khiêu chiến. Khuê Lan Sư Huynh xin chỉ giáo. Tất cả mọi người, sau khi mà chọn xong, một tên nam tử, dáng người cao to, trở thành đối thủ Khuê Lan. Nhìn cái vị hung thần ác sát này đứng trước mặt mình, nam tử kia khiếp đảm. Lúc này, đầu tiên là khom người cúi đầu, hy vọng có thể lưu ấn tượng tốt cho đối phương, mong hắn thủ hạ lưu tình. Thế nhưng, vừa cúi đầu chưa có ngẩn mặt lên, thì đùng một tiếng vang thật lớn. Khuê Lan đã một chân đạp hắn lăn ra ngoài. Còn có tiếng gãy xương đứt gần rõ ràng vang lên bên tai của tất cả mọi người. Mà thân thể của hắn giống như sao bằng rơi xuống, ầm gian nện trên mặt đất, tạo thành một cái hố thật lớn. Mọi người nhìn xuống đó thấy người kia chẳng còn chút ý thức, miệng đã phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Mấy cái vị này quả nhiên đều là ngoan nhân, thủy quả không thấm dầu muối không ăn, trừ quỷ hổ kia, mấy người còn lại ra tay cũng tuyệt đối không nhẹ. Mọi người hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn khuê Lan. Thấy hắn chẳng có thèm nhìn phía dưới thì thào mắng. Hứ, đã lên đài chỉ giáo cái mèo gì, nơi này chỉ có sinh tử mà thôi. Ừng ực một tiếng, mọi người cùng nhau nuốt một ngậm nước bọt. Trong lòng thầm nghĩ, hung sát khổng lồ là hung sát, quả nhiên lãnh khóc vô tình. Cùng lúc đó, mọi người nhìn lên mấy cái võ đài khác, quả nhiên không khác nơi này chút nào. Liễu Húc cùng Dương Nguyệt Linh cũng không có tốn bao nhiêu sức giải quyết đối thủ, mà kết cục đối thủ cũng khá là thê thảm. Trừ tu vi không có bị phế, cùng cái mạng không có gì đáng lo. Trên cơ bản, trong vòng một năm, đừng có nghĩ đến việc xuống giường đi bộ được. Trong năm người, có lẽ cũng chỉ có Mỹ Nhi sư tỷ mới nhân từ nương tay. Nghĩ tới đây, mọi người cùng nhìn về phía chiến đài vẫn còn đang giao. Nơi đó, Hồ Mỹ Nhi lắc lắc cái dòng eo như rắn nước, cười nói tự nhiên, một đôi mị nhãn câu hồn đoạt phách, nhìn chầm chầm nam tử kia. Nam tử kia dĩ nhiên đã hoàn toàn mơ màng, chỉ biết cười khúc khích, đi tới đi lui, trong mắt đã là một mảnh mê mang. Hồ Mỹ Nhi lại dùng mỹ thuật mê người. Khuê Lan hư nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn tình cảnh kia, trong mắt của hắn trần trụi lóe lên sát ý. Đệ tử dưới đài lại không có rõ ý, chỉ hâm mộ nhìn người kia. Cảm thán liên tục, tiểu tử này thật sự là sung sướng rồi. Người trên đài kia cũng nghĩ thế, thậm chí hắn ngửi được cái mùi hương từ chỗ Hồ Mỹ Nhi bay tới, toàn bộ thân thể cảm thấy lần lần. Hồ Mỹ Nhi cười nói, Sư đệ, ngươi cười cái ngốc gì vậy, còn không mau tới đây chứ? Đây đây, ta đánh tới ngày đây, sư tỷ đừng dỗi mà. Người kia si ngốc nở nụ cười dâm đảng, hai tay khua khua trước mặt. Trong hai mắt, chỉ có cơ thể đẩy đà kia. Hồ Mỹ Nhi xinh đẹp cười nói, Sư đệ, đây là chiêu gì, cứ nhìn chỗ nào á? Đây chính là độc môn vũ kỹ của ta, tập kích ngực. À không phải, đúng rồi, ta xuyên tim long trảo thủ. Sư tỷ ngươi phải cẩn thận đó. Người kia cười to, đầy dâm đảng, rồi như là một con sắc lan, lao thẳng tới tim của Hồ Mị Nhi. Cầm thú! Mọi người dây xem đồng thanh mắng to trong lòng, vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Còn mẹ nó, cơ hội này sao không phải là của ta chứ? Vẻ mặt của Hồ Mị Nhi như mưa thuận gió hòa, cứ như vậy đứng bình tĩnh chỗ đó nhưng mà khi người kia giọt tới trước mặt của nàng, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, trở nên dữ tợn. Trong hai con người, thình linh trần trụi, tản ra sát khí. Tài đột ngột, quá thành lợi trảo, hung hăng, chớp vào cổ người kia. Người kia nhất thời trì trệ, không có thể động đậy, thậm chí hô hấp cũng khó khăn. Thế nhưng trong mắt, vẫn là rất mê man Miệng nhếch lên một nụ cười thoải mái mà thu bỉ Hồ Mỹ Nhi cười lạnh, nàng mở miệng ra, cuồn cuộn năng lượng thuần dương từ thân thể của nam nhân kia không ngừng chảy đến trong cơ thể của nàng. Lúc này mọi người mới thình lình phát hiện, nguyên lai con đàn bà này ra tay còn ác hơn, thế mà đang hút nguyên dương tinh nguyên của người kia. Người kia phát ra một tiếng rống thống khổ, thân thể đang không ngừng dặn dẹo. Thế nhưng không có cách nào khác, lực lượng trong thể nội đang càng ngày càng yếu không có dương nguyên hộ thành nguyên lực của hắn đang không ngừng tán loạn ra phía ngoài chỉ giây lát hắn không còn khí lực dày dò tay chân đã mềm nhũng vô lực tiêu nghiễu xuống triệt để không còn sinh cơ trong hai con người chỉ còn vẻ mờ mịt không có biết đến cuối cùng xảy ra cái chuyện gì hoặc tâm mỹ thuật có thể che đậy tâm trí của người ta khiến cho người ta hoàn toàn trở nên mông lung cuối cùng bị độc thủ thật sự là đúng với câu trên đầu chữ sắt có cây đào, bị chết cũng không biết. Hồ Mỹ Nhi quăng cổ thi thể kia xuống diễn võ đài. Người kia đã quá thành một cổ thầy khô. Hồ Mỹ Nhi lấy ra một chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng chà chà khóe miệng, rồi hướng về mọi người dưới đài, lộ ra một nụ cười quyến rũ. Nhưng mà tất cả mọi người dưới đài không còn bị mê mụi nữa. Trong mắt của bọn họ chỉ có vô tận quảng sợ. Bây giờ họ mới biết cái gì gọi là độc nhất chính là lòng dạ đàn bà. Vị Mỹ Nhi sư tỷ này mới thật sự là độc bò cạp che giấu dưới bề ngoài diễm lệ. Tất cả mọi người thở ra một hơi thật dài. Nhìn về phía thi thể khô quắc kia không còn ước ao ghen tị lúc trước. Ngược lại, ai tháng không thôi. Tuy thường nói chết dưới qua mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu nhưng mà có thể không chết có mẹ nó ai mà muốn chết Nếu được chọn một Giữa mỹ nhân cùng với sinh mệnh Tin tưởng rất nhiều phong lưu nhã sĩ Không có một chút do dự Lựa chọn sinh mệnh Dù sao đây chỉ là lời đùa Của mấy tên phong lưu Cái lúc mà thật sự ra quyết định Mọi người vẫn là phải chọn thứ quan trọng hơn Còn sống thì thiếu gì cơ hội Huống hồ Có người ngay cả cơ hội phong lưu Đều không có Đã thành quỷ hồn dưới đao chữ sắc. Hả không đáng tiếc sao Võ đài số 4 Hồ Mỹ Nhi chiến thắng Trưởng lão phán xét Chỉ Hồ Mỹ Nhi lớn tiếng tuyên bố Đến tận đây năm danh ngạch đệ tử tinh anh Đã được quyết định Chỉ là đối mặt với kết quả như thế Sắc mặt của tà Du Nguyệt Rất âm trầm Tà Du Nguyệt hiếp mắt nhìn Hồ Mỹ Nhi Thầm thẳm nói Thạch cung phụng đại trưởng lão Đệ tử khác như thế nào Ta không có gì để nói Thế nhưng nữ nhân này dựa vào mỹ thuật thủ thắng cũng có thể làm tinh anh sao? phải biết đệ tử tinh anh là vì sông long hội lần này mà đi tham gia sông long hội đều là những kẻ tâm tính tu vi sâu đậm, nào có thể tùy tiện mà trúng mỹ thuật chứ đệ tử luyện mỹ thuật nhập tinh anh không có thích hợp. tông chủ lời nói sai rồi. thạch cung phụng cười lắc đầu thản nhiên nói mà tông của ta luôn luôn là nhận mạnh bỏ yếu chỉ nhìn thắng bại không quản hắn tu cái gì. Bây giờ Hồ Mỹ Nhi đã thắng, có tư cách làm tin anh là điều đương nhiên. Nếu tự tiện cải biến, sợ sẽ khó phục chúng đó. Đương nhiên, nếu có người thứ sáu nữa xuất hiện, đánh bại Hồ Mỹ Nhi thì cũng có thể. Đại trưởng lão cùng với bọn người nhị trưởng lão gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Chỉ có tà vô nguyệt, gương mặt âm trầm, muốn chửi mẹ. Con mẹ nó, người có năng lực như thế, ngày bình thường không phải đều bị các ngươi diệt hết rồi sao? Đào đâu ra người thứ sáu đứng ra kiêu chiến? À, đúng rồi, trác phàm, tiểu tử kia không phải là muốn phái người đến đánh mặt mấy lão già này sao? Sao bây giờ còn chưa tới nữa? Sẽ không phải là đùa với bản tông chủ chứ? Ta du nguyệt, nhìn khắp bốn phía tìm bóng người kia, nhưng mà lại không thấy gì cả. Trong rừng cây, cách đó ngàn mét, ba đạo hư ảnh thấy kết cục như vậy đều cùng nhau cười lạnh thành tiếng chỉ là trong cái tiếng cười lạnh lại tràn ngập vô tận bi thương thấy chưa cái lũ khốn kiếp này thật sự quá phận rồi dưới tay đã hết người hay sao con mẹ nó nhét cả cái đứa tu luyện mì thuật vào vị trí đệ tử tinh anh nếu đi sông long hội để cho tiểu cô nương kia khoe khoang lẳng lơ có làm được cái gì đâu chúng ta không phải sẽ trở thành trò cười sao hai người còn lại cũng gật đầu thở dài không thôi đúng vậy lấy tu vi tâm tính của đệ tử tinh anh có thể trúng mỹ thuật của tiểu cô nương này gần như không có tồn tại nàng tiến vào hàng ngũ đệ tử tinh anh của chúng ta cho dù có bồi dưỡng cũng xác thực không có tác dụng lớn đám già này thuần túy là tới nuốt tài nguyên tu luyện trong tông còn cái gì nữa chứ có điều ta cảm thấy quỷ hổ kia còn có giá trị bồi dưỡng Quê Lan cũng có thể. Hai người kia cũng hơi gật đầu. Đúng vậy, cho dù rút tướng quân trong cái đám người lùng, cũng có kẻ tài năng xuất chúng. Tóm lại, lần này chúng ta coi như là có một chút thu hoạch, không giống như lần trước, tên nào cũng thấy chướng mắt. Quỷ Hổ, Khuê Lan, Nguyệt Linh, Liễu Húc, Hồ Mị Nhi, tiến lên đi, tông chủ có điều răng dạy đây. Một vị trưởng lão hét lớn một tiếng, dù số ánh mắt dưới đài chăm chú nhìn bọn họ. Trong lòng kích động bởi vì bọn họ biết tiếp theo chính là lúc tông chủ chính thức tuyên bố năm người nhập chủ tinh anh. Đây chính là dinh dự tối cao của các đệ tử. Tham kiến tông chủ năm người tiến lên cùng nhau liền ôm quyền không người nói. Tà Du Nguyệt cười lạnh trong lòng tất nhiên vẻ mặt vẫn bình thường thực hiện trách nhiệm của một vị tông chủ trịnh trọng nói chúc mừng các vị từ hôm nay trở đi các ngươi chính là chờ một chút một tiếng hét lớn vang lên sau một khắc không gian ba động trên diễn võ đài trống trải xuất hiện một nam một nữ đồng thời giọng nam quen thuộc kia vang lên một lần nữa xin lỗi năm vị trong các ngươi có một người chỉ sợ vô duyên với đệ tử tinh anh bởi vì người khiêu chiến tới đây rồi chương 552 trăm năm mươi hai giật dây người nào thạch cung phụng hét to trong lòng kinh hãi không thôi bởi vì vừa nói rồi hai người xuất hiện thật sự là quá mức bất ngờ những người này cung phụng trưởng lão bọn họ những quá hư cảnh bọn họ vậy mà không có một người phát giác được thật sự không thể tưởng tượng chuyện này làm sao có thể nghĩ như vậy thạch cung phụng vội vàng nhìn thấy một thanh niên nam tử tóc trắng phờ cái bộ dáng hung hăng càng quấy khiêng cái chỗ lớn trên vai chỉ thấy lần đầu thạch cung phụng liền khí huyết cuồn cuộn song quyền đã nắm chặt muốn ra tay giáo quấn một phen rồi hắn thật sự không nghĩ ra trên đời sao có cái thằng nào mà cần ăn đoàn đến thế chứ người còn lại là một thiếu nữ 18-19 tuổi nhìn nhu thuận động lòng người nhưng ánh mắt rất lạnh lùng sắc bén toàn thân tỏa ra khí tức âm hàn cho dù là quá hư cảnh như hắn cảm nhận lùa khí tức đó trong lòng cũng hơi lạnh phát lên hai tên tiểu quỷ này đều không phải là thiện nhân rồi mà tà du nguyệt thấy hai người đến trên khuôn mặt âm trầm cuối cùng hiện lên một chút tà dị các người là người phương nào tới đây vì cái chuyện gì ngoại môn đệ tử nguyệt nhi tham kiến tông chủ tà du nguyệt hài lòng gật đầu nhưng mà khi hắn nhìn về phía kia Trác Phàm vẫn đang coi cây chổi như đại đao, dung dẫy, đùa nghịch rồi chợt hạ chổi, quy phong lẫm liệt ôm quyền hét lớn. Tại hạ đệ tử tạp dịch phòng, Trác Phàm tham kiến tông chủ. Ta Du Nguyệt cứng đờ cái mặt, nhìn Trác Phàm cầm cây chổi đứng thẳng người, vậy mà rất anh tuấn, quy vũ bất phàm, nào có dáng cấp dưới tham kiến cấp trên đâu. Chà, tiểu tử này ngày bình thường tùy tiện không có tuân theo lễ giáo thì thôi đi bây giờ rõ như ban ngày trước mặt bao người ngươi biểu hiện như vậy muốn làm cái gì thị quy với tông chủ này sao thật sự là bên ngoài sưng dương sưng bá quen rồi xung quân người đến tạp dịch phòng lâu như vậy cũng không có thu lại chút giả tính ta vô nguyệt hơi trầm lòng xuống nhưng mà còn thật chẳng biết nói gì được trác phàm dù sao hắn còn phải nhờ trác phàm chỉnh đốn tông môn đây mà mọi người nghe Trác Phạm bẩm báo liền giật mình. Một lần nữa nhìn về phía hắn. Nhất là mấy cái người thạch cung phụng cùng với đại trưởng lão. Bọn họ dò xét không ngừng, phản phất, muốn xem thấu hắn. Nguyên lai đây chính là người được tông chủ tìm được từ bên ngoài. Đến cùng có chủ gì hơn người chứ? Hôm nay chúng ta phải xem cho thật kỹ. Ngược lại với các trưởng lão, cung phụng, lực chú ý đặt trên thân của Trác Phạm năm đệ tử nội môn sắp bước vào hàng ngũ tinh anh thì lại dùng ánh mắt không có tin nhìn chăm chú nguyệt nhi đặc biệt là nguyệt linh nhìn mụi mụi của mình toàn thân tản ra chỗ khí chất âm lãnh quả thật giống như chưa có từng biết mình có người mụi mụi này nàng triệt để ngay người đây là nguyệt nhi mụi mũi của mình sao làm sao mà nhìn thấy nàng mình cảm giác như bị rơi xuống hầm băng vậy chỉ nhìn thôi toàn thân đã rét run rồi ba tháng này trác phàm đã làm cái gì vậy Quỳ làng cũng ngây người thứ hắn để ý không như nguyệt linh nguyệt nhi lần này hiện thân thứ khiến cho hắn kinh hãi chính là tu vi của tiểu nha đầu này ba tháng trước thiên quyền sáu tầng hôm nay đã là thiên quyền chín tầng cảnh mà lại cổ sát khí nồng nặc ẩn mặt không có phát đúng là làm cho hát diện diêm la hắn sâu trong nội tâm sinh ra một cảm giác nguy hiếp Trác quản gia, ngài đã làm gì ma đầu này vậy? Xem như là cương nhi lúc trước phục dụng thông thiên đàng, cũng chỉ tăng lên có một cấp tu di. Nha đầu này mới có ba tháng ngắn ngủi liên tục vượt 3 cấp. Thật sự là khó tin rồi. Khuê Lan hơi rung rung, thi thào như nói mê. Hồ Mỹ Nhi nghe thế hung hăng cắn môi, trong lòng không biết sao nổi lên cảm giác lạnh rét. Lớn mặt, tiểu tạp dịch, cũng dám đến nội môn thi đấu xem náo nhiệt còn quấy rối võ đài đúng là buồn cười mà thạch cung phụng đột nhiên hét lớn sau đó nhìn về phía tà du nguyệt nói tòng chủ tạp dịch này phạm môn quy xử trí thế nào đây xin ngài phân phó tà du nguyệt cười lạnh hắn hiểu thạch cung phụng biết rõ trác phàm là người của hắn còn cố ý gây chuyện để cho hắn xử trí sao rõ ràng có ý dò xét hắn nếu không chỉ là một tên tạp dịch, hắn đường đường nhị cung phụng, chẳng lẽ còn không có sự trí nổi, mà nhất định phải mời tông chủ sao? Bình thường cứ gặp đại sự là chuyên quyền độc đoán, loại chuyện nhỏ nhặt này mới phiền hắn, đúng là hay đó. Ta vô nguyệt thầm mắng, trên mặt tất nhiên không có vẻ giận dữ, mà chính là dị thường bình thản nhìn về phía hai người nói, Trác Phàm ngươi đã là tạp dịch, tới đây làm gì? Chỉ cần ngươi nói có lý, bản tông là người rộng lượng, đương nhiên không có tính toán. Gương mặt của nhị cung phụng, cùng chư vị trưởng lão cung phụng hung ác run rẩy cũng trợn mắt trừng trừng. Phàm là người ma sách tông, người nào không biết vị tông chủ này, bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Hôm nay, thế mà tự xưng người rộng lượng, đúng là một chuyện cười. Có điều do việc kỳ quái, những cung phụng trưởng lão không biết chút nào cũng coi như nhìn ra đệ tử tạp dịch này nhất định có quan hệ gì với tông chủ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trác Phạm càng nhiều thêm sự mập mờ cùng với tò mò. Trác Phạm biết tà du nguyệt đang cho hắn lối thoát, liền ôm quyền cất cao giọng nói. Khởi bẩm tông chủ, tại hạ chỉ là một đệ tử tạp dịch mà thôi, lần này tới đây á, quét dọn vệ sinh. À đúng rồi, chính là để quét dọn vệ sinh nhưng mà hình như không có đúng lúc sao quét dọn vệ sinh hôm nay nhiều người như vậy người quét dọn cái quỷ gì chứ thạch cung phụng cười lạnh liên tục trách mắng hồ ngôn loạn ngữ hôm nay nội môn thi đấu đệ tử của tạp dịch nào có tư cách đến chứ người nói xem là ai kêu người đến quét dọn nếu mà nói không nên lời đương nhiên là trên nói kêu ta ngày đinh mão tới đây quét dọn. Hắn không có nói ra cụ thể người nào, nếu không đúng không phải là tự đặt mình vào thể khó. Ta vô nguyệt hiểu là hắn đang kéo dài thời gian, bèn mới dành lời. Vậy thì ngươi nhớ lầm rồi, hôm nay là ngày ất bính. Thì ra là thế, vậy chắc ta nhớ lầm rồi, xin lỗi, bye bye. Trác phàm phất phất tài, lập tức muốn chuồn mất. Thạch cung phụng sững sợ. Chật, Tiểu tử này thật sự là ngu bức, không hổ là có tông chủ làm chỗ dựa. Nơi này toàn là cung phụng trưởng lão, bao quát tông chủ, chưa ai cho hắn đi. Hắn thế mà lại đi, hoàn toàn không coi mọi người ra gì. Thạch cung phụng chợt hét lên. Đứng lại, nơi này là ma sát tông, không phải là chỗ cho ngươi làm càng đâu. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, sao lưng quai bảo bọc, phạm tông quy đều phải xử theo quy. Nghe vậy, Trác Phàm dừng chân lại, Thạch cung phụng cười lạnh, sau đó mới hướng sang Tà Du Nguyệt, khom người cúi đầu cười tà nói: "Tông chủ, nội môn cùng với ngoại môn thi đấu, đệ tử tạp dịch đều không có được đến, bây giờ tiểu tử này Phạm Tông Quy, xử trí như thế nào, xin ngài chỉ thị đi." Thạch cung phụng nói xong, liền khiêu khích nhìn thẳng Tà Du Nguyệt. Hắn rất rõ ràng Tà Du Nguyệt đưa Trác Phàm tới, tất có tác dụng lớn rồi tuy không biết cụ thể gì sao, nhưng mà nhanh chóng diệt đi chắc chắn là vô cùng tốt. Tà Du Nguyệt không đáp lời, mà chính là nhìn cái đám người phía dưới, cất cao giọng nói, hôm nay trưởng lão phụ trách thủ vệ là ai? Khởi bẩm tông chủ, chính là lão phu. Một lão giả tóc trắng xóa, bước lên phía trước một bước, khom người bẩm báo. Đột nhiên, một tiếng giang thật lớn, tên lão giả kia bay ngược ra phía sau, phun máu ầm ầm trên thân không có một chút sinh cơ. Tông chủ, ngài... Thạch cung phụng giật mình. Ta vô nguyệt cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Đệ tử tạp dịch kia nhớ lầm thời gian đến quét dọn vệ sinh, xem như là vô ý, nhưng mà kẻ thả rong cho hắn vào tận nơi đây lại chính là tội thất trách, theo tông quy nên giết đi. Hôm nay có bao nhiêu chấp sự trưởng lão phụ trách công tác thủ vệ? Trong mắt của tà vô nguyệt trần trụi lóe lên sát ý liếc mắt nhìn qua tất cả mọi người phàm là người bị hắn nhìn đến cho dù không có quan hệ việc hôm nay cũng không có nhịn được toàn thân run rẩy thật giống như bị độc xà để mắt tới sau cùng tà du nguyệt nhìn về phía thạch cung phụng cười tà thế nào còn muốn truy cứu tiếp không thạch cung phụng trầm ngâm nửa ngày cuối cùng hung hăng cắn mồi chỉ đành khom người nói tông chủ nhân nghĩa Chuyện này chỉ do sơ suất nhỏ thôi, mong tông chủ giờ cao đánh khẽ. Ta vô nguyệt, xem như người lợi hại đi. Ta vô nguyệt lập tức đặt ý, xa xa cùng với trác phàm liếc nhau, hai người đều ngầm hiểu cười u ám. Chương 553 Tùy tâm một chiêu chấn toàn trường Trác phàm một lần nữa cung kính ôm quyền, cẩn thận từng ly từng tí. Vậy, tông chủ, các vị trưởng lão cung phụng nếu mà nơi này không có chuyện nữa, ta xin cáo từ. Đợi một chút, khi mà thấy không có ai lên tiếng, hắn lại giống như lúc trước, gánh cây chổi chậm chậm rời đi. Như thể là nhặt được cái mạng nhỏ về. Lúc này, rất sợ bị người sau lưng bắt lại. Nhìn cái bộ dáng buồn cười của hắn, tất cả người dưới đài đều nhếch miệng cười nhạo. Bọn họ, tuy không có biết trác phàm, làm như thế nào mà xuất hiện trên đài. Nhưng mà chắc hẳn, chỉ là một tên đệ tử tạp dịch bình thường nếu không, không có khả năng khúm núm như thế. Cứ như là tên nhà quê chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy. Mà nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng. Hôm nay tông chủ và chư vị trưởng lão cung phụng tề tụ. Hắn có bao giờ thấy cái chiến trận lớn như vậy chứ? Bị dọa sợ cũng bình thường thôi. Mà tà vô nguyệt cũng nhếch miệng lên, cười nhạo liên tục. Chỉ là hắn không phải là cười nhạo trác phàm bộ dáng mà đang cười tiểu tử này, giả dờ giả dịch, thật sự rất giống chính là vì tránh đi cái ánh mắt của đám trưởng lão cung phụng đường đường trác đại quản gia nhất đại kiêu hùng quát tháo phòng dân thế mà lại xuất hiện trong tình cảnh một tiểu nhân vật xác thực quỷ khuất hắn nhưng mà trưởng lão cung phụng còn lộ ra một cái vẻ khinh bỉ thu hồi ánh mắt chú ý chúng ta còn coi hắn có liên quan gì tới tông chủ xem ra là lo ngại quá rồi hạng giá áo túi cơm thôi Tông chủ hả có thể để ý hắn chứ? Chỉ có những người biết về Trác Phàm mới hiểu được Trác Phàm đang là điệu thấp thôi. Hắn một khi mà đứng thẳng lên, hắn sẽ chẳng còn là con người nữa đó. Đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó một bóng người lóe lên, tốc độ cực nhanh phóng về phía Trác Phàm Bất kể trên diễn võ đài, không tiếp hai chiêu thì không có chuyện xuống dễ dàng như vậy quỷ hổ dữ tận xuất hiện trước mặt của Trác Phàm khí thế thần chiếu thất trọng đại phóng lực áp bách cường hãn kia cho dù là đông đảo đệ tử dưới đài cũng không khỏi cảm thấy khí tức trì trệ ao ao lui về phía sau trong lòng quảng hốt quỷ hổ này quả nhiên tàn bạo ngay cả đệ tử tạp dịch đều không có buông tha hắn là gì giết người mà sinh ra sao sai lang hổ báo đến còn kiến hồi cũng đều không tha Thế nhưng một điều mọi người không có chú ý tới Dưới quỳ áp cường đại như thế Trác Phàm chính diện tiếp nhận Đây hết thảy vẫn là rất bình thản Dường như không có chịu ảnh hưởng tí nào Thấy vậy sông đồng của quỷ hổ càng thêm quyết hồng Hai con mắt đầy vẻ hưng phấn Hắn từ chỗ Hồ Mỹ Nhi cùng với Liễu Hút Nghe nói Trác Phàm là một cao thủ thâm tàn bất lộ Hôm nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền cái này càng kích thích lòng háo thắng bên trong của hắn. Hắn nhiều năm vô địch trong nội môn, cảm giác như tầm háo thắng trước kia đã mất rồi. Bây giờ gặp một đối thủ có thể lực lượng với hắn, hắn lập tức sôi trào nhiệt quyết. Cái gì cũng không có để ý, cứ một đường thẳng mà xông lên. Thậm chí đều quên, hắn còn chưa có xin phép các vị lão đại trước khi động thủ thật sự quá không có để mặt. Có điều mọi người đối với chuyện này buồn xuôi bỏ mặt. Phần gì cái chuyện không có liên quan đến mình, phần gì muốn xem náo nhiệt. Còn mấy người như là thạch cung phụng, đại trưởng lão thì có thể mượn tài quỷ hổ để dò xét hư thực. Mà ta vô nguyệt cũng không nóng không dội, căn bản không có để ý. Thực lực của trác phàm như thế nào hắn không có rõ lắm, nhưng mà tiềm lực của tiểu tử này hắn lại biết khá rõ. Lúc trước hãy còn là đoán cốt cảnh Trác phàm có thể đánh với tuyệt thế thiên tài chuẩn thần chiếu cảnh hoàng phủ thành thiên bây giờ hắn đã thiên quyền bát trọng chẳng lẽ còn sợ một tên thần chiếu thất trọng sao còn bốn người khuê lang nguyệt linh thấy quỷ hổ hung hăng như thế cả bốn người lắc đầu thở dài đây chính là một đại cao thủ tùy tiện một chiêu liền có thể nhẹ nhõm đánh ngã hai người quê lang cho dù là quỷ hổ chỉ sợ cũng không có thể làm được đến mức một chiêu chế trụ hai người bọn họ. Bây giờ hắn xông lên như thế, thật sự không khác gì muốn chết. Thế nhưng cái điểm này, quỷ hổ căn bản không biết. Trong lòng của hắn đang mặc sức tưởng tượng, thống thống khoái khoái, đại chiến, 300 hiệp với Trác Phạm. Sau đó, diệt luôn có tên kình địch đây nè. Trác Phạm khoan thai quay đầu, lẩm bẩm nói, ta không có muốn thể hiện trước người khác, nhưng mà không biết sao có người không có tự lượng sức dậy đúng là bực bội vừa dứt lời trác phàm đột nhiên hất cây chỗ lên cánh tay phải đại phóng hồng mang cuồng phong gào thét cát bay đá chạy quỷ hổ kia đang cười gần xông tới trác phàm nhưng mà còn chưa có tới gần lại đột ngột cảm thấy có một cổ cương phong cường đại tới mức khó tin nhào tới hắn trong mắt của hắn lập tức co rụt lại trong lòng hoảng hốt sao có thể quỷ hổ quả thật không có thể tin được trát phàm chỉ là tùy ý quét tai lại có thể sinh ra quy áp mạnh như thế con bà nó đây là lực lượng của con người sao chứ có lẽ đối với người ngoài lúc này trên diễn võ đài chỉ là nổi lên một cơn gió hơi lớn nhưng mà quỷ hổ phải chính diện nên tiếp nó thứ hắn cảm thụ thứ mà người khác hoàn toàn không có thể cảm thụ nổi trong mắt của hắn đây nào phải là một cơn gió hơi lớn con bà nó quả thật chính là một trận phong cương ngưng tụ từ cái núi cao dạng trượng hung hăng muốn nuốt trọn hắn nếu như bị thổi trúng hắn không có bị đứt gãy xương cốt thì cũng phải liệt giường mấy năm quỷ hổ đổ mồ hôi lạnh từ khi mà nhập tòng đến nay đây là lần đầu tiên hắn bị dọa cho đến mức sắc mặt trắng bệch có điều hắn vẫn phải cắn mồi nhấc lên toàn thân nguyên lực hai tay dung mạnh ra phía trước. Khí tức cuồn cuộn, lạnh lẽo tràn ngập sông trưởng, phát ra hào quang màu xám. Minh sát quyết, quỷ hổ rống to, ngay sau lưng, hung hăng, da chạm cơn cương phong kia. Hai tay ghi chặt trên sàn đấu, cắm sâu vào đất, Lui lại cả một đoạn dài, mặt đất đã bị hai chân của hắn cài cho tung tóe lên. Đến sau cùng, hắn không có chống nổi nữa, bị hút bay ra khỏi võ đài, nằm bệt trên đất, mà cương phong lướt qua cái chớp mũi của hắn xông thẳng đến trời rồi biến mất chỉ để lại có hai hàng rảnh đất đã bị hai chân quỷ hổ đào lên mới chân chân thực thực báo cho mọi người tên đệ tử tạp dịch nhìn như là yếu ớt kia thực chất mạnh đến đáng sợ đó chấn kinh khó có thể tin chỉ là vô cùng đơn giản quét cái chỗ lên quét ra chút gió thế mà có thể bức lui đệ tử cao nhất nội môn đại sư huynh quỷ hổ còn khiến cho hắn không có lực phản kháng chút nào làm sao mà có thể chứ tất cả mọi người triệt để ngây người nhìn trác phàm đã quay lại tư thế gánh cây chổi khoan thai tự nhiên trong đầu là mười dạng câu hỏi gì sao tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào thực lực như thế chứ làm sao mà lại xuất hiện cái nơi tầng dưới chót nhất của tạp dịch phòng mấy người thạch cung phụng cũng trợn lồi cả mắt kinh hãi không thôi Tuy là bọn họ đã ngờ trước được thực lực của Trác Phàm, nhất định không có tầm thường. Cho dù là Quỷ Hổ, khả năng cũng rất khó bắt được hắn, nhưng mà dạng dạng không có nghĩ đến hắn lại biến thái đến cấp độ này. Quỷ Hổ, đệ tử mạnh nhất của nội môn, đừng nói là bắt hắn, ngay cả tư cách giao thủ đều không có. Hai người bọn họ căn bản chính là thiên địa khác biệt, không phải là cùng cấp bậc. Mà đừng có nói là bọn họ xem như tà du nguyệt cũng há miệng kinh ngạc thật lâu. Hắn gặp Trác Phàm là chuyện của ba năm trước, hôm nay cho dù rất kỳ vọng đối với thực lực của tiểu tử này, nhưng mà thật không ngờ được Trác Phàm vậy mà có thể mạnh đến mức độ này. Dù sao, hắn không biết về sao Trác Phàm đã tự cải tạo cho bản thân bao nhiêu, làm bao nhiêu chuyện thoát thai quán cốt, càng không có biết về kỳ lân tí. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong lòng vừa mừng vừa sợ thực lực của Trác Phàm biến thái đã để cho vị tông chủ này cảm thấy kéo được con quái vật kinh thiên địa khí quỷ thần này vào trong tông môn thật sự là kiếm lời lớn còn nhiều hơn cả dự tính. Giờ khắc này hắn nghĩ tới cái viên cửu phẩm linh đan kia chẳng những cực kỳ giá trị thậm chí có thể nói đây là đồng tiền mua cả một mỏ vàng. Bốn đệ tử nội môn chuẩn bị nhập chủ tinh anh cũng không có ngoại lệ đều trợn tròn con mắt. Khuê Lan cùng Nguyệt Linh còn tốt. Dù sao đã biết thực lực của Trác Phạm, tâm lý có chuẩn bị. Nhưng mà dù vậy, Trác Phạm hôm nay ra tay vẫn để cho bọn họ rung động không thôi. Trên đời này sao có thể tồn tại cái tên biến thái như thế? Hồ Mỹ Nhi cùng chị Liễu Hút hoàn toàn mơ hồ, thực lực như thế. Đừng có nói quỷ hổ, xem như trong các sư huynh là đệ tử tinh anh, sợ rất khó làm gì được. Hai người nhìn nhau, Dẻ mặt đều vô cùng đáng chát Trác phàm cường đại đã đạt đến trình độ làm cho bọn họ bất luận giặt hết óc như thế nào đều cảm giác được sự bất lực nhưng quỷ hổ mới là người chấn kinh nhất hắn ngơ ngác nằm chết lặng dưới đất sắc mặt trắng bệch không chút quyết sắc hai con mắt mở to trong ánh mắt lộ ra vô tận quảng sợ lần đầu tiên hắn từ một khoảng cách gần tiếp xúc tử vong hắn chưa có từng nghĩ tới trong cùng thế hệ sẽ có một người chỉ cần tùy tiện phất tay là có thể nghiền ép có thể dễ dàng giết chết hắn dễ như là giết một con kiến vẻ lạnh nhạt cùng với bình tĩnh từ trên thân của trác phàm làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng đối mặt với trác phàm hắn phàn phất đối mặt với cung phụng trong tâm môn bởi vì bọn họ đều quá mạnh trong mắt còn chẳng có cái bóng của hắn bởi vì hắn đối với bọn họ căn bản không cấu thành uy hiếp Chương 554 Tinh Anh Chi Tranh Trong rừng rậm cách đó ngàn mét, bà bóng xám lúc này cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Bọn họ coi là quỷ hổ đã là đệ tử đáng giá bồi dưỡng một phen. Kết quả chẳng lâu sau, trên võ đài chợt chạy ra một tên càng mạnh, miễu sát quỷ hổ đến không còn sót lại cặn. Điều này làm ngọn lửa hy vọng của ba người lại cháy hừng hực lên. Ánh mắt nhìn về phía trác phàm đều trần trụi lộ ra dục vọng tiểu tử này chúng ta nhất định phải kéo hắn vào tinh anh một bóng người ừng ực nuốt một ngụm nước bọt thân thể kích động đến run rẩy này tiểu tử này có lai lịch gì là đệ tử ma sách tông của chúng ta sao kỳ tài bực này vì sao mà chúng ta chưa từng nghe nói vậy một bóng người khác suy tư rất lâu rồi mới thì thào ta thấy hắn giống người của tạp dịch phòng chúng ta không biết cũng bình thường thôi người thứ ba nghe xong liên giận dữ quát lên cái gì đệ tử tạp dịch phòng đại tài như thế thế mà là đệ tử của tạp dịch phòng cái thằng hỗn trướng nào cho hắn làm đệ tử tạp dịch phòng vậy ngay sau đó đầy hy vọng nhìn về phía trác phàm cười nói cuối cùng cũng có một nhân tài có hy vọng rồi ta mặc kệ ngày mai chúng ta đến chỗ của vô nguyệt đòi người đi một bóng người gật đầu biểu thị đồng ý nhưng mà còn một người trầm ngâm rất lâu sau đó bất đắc dĩ thở dài các người đừng quên nhận tạp dịch phòng cho dù bước được ra ngoài cũng không có thể vào tin anh đây là tông quy cho dù vô nguyệt là tông chủ chỉ sợ người kia còn chưa có dứt lời người thứ ba đã mắng to cái gì mà phá quy cũ đây gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ đại cung phụng không phải cũng đã đi ra từ tạp dịch phòng sao? Chẳng lẽ tạp dịch phòng xuất hiện nhân tài bực này chúng ta còn gì mấy cái quy củ mà không có thu sao? Liếc nhìn nhau, hai người kia bất đắc dĩ lắc đầu. Tòng quy được định ra từ lâu quá rồi, chính vì cam đoan đệ tử tinh anh hoàng mỹ thuần chúng. Dù sao, người nhận tạp dịch phòng không phải mang tội, cũng là đệ tử đã từng bị đào thải rồi, trên thân đều có vết bẩn mà đệ tử bị đào thải chỉ có thể chứng minh căn cốt của hắn không tốt. Về sau, cho dù dùng linh đan dịu dược hoặc là khắc khổ nỗ lực tu luyện, nhưng mà tư chất bẩm sinh dù sao là có thiếu hụt, khó có thể nhập tinh anh. Trong môn quy, ta coi thường nhất chính là cái điểm này. Bẩm sinh có thiếu hụt, còn không cho phép người ta đền bù sao? Ma đạo cường giả ta di tôn, quản ngươi là làm sao mà mạnh lên? Chỉ cần đủ mạnh là được rồi, chẳng lẽ còn tra căn cốt tổ tông 18 đời nhà của người ta sao? Người thứ ba giận không có chỗ phát tiết, hùng hùng hổ hổ gào lên. Hai người còn lại cười khổ lắc đầu. Căn cốt không tốt, tất nhiên đã định trước con đường ngày sau, không có quá dài rồi. Trước kia cao tầng tông môn định ra quy củ này, có lẽ cân nhắc vì tương lai của tông môn, nhưng mà không ngờ bây giờ lại trở thành chướng ngại vật, trở ngại tông môn phát triển đúng vậy tạp dịch phòng bây giờ đều đã thành nơi ngươi lừa ta gạt thành ra cái bãi rác mưu hại đồng môn một số người có tài chỉ cần bị ném vào trong đó đời này coi như xong nguyệt linh cùng với khuê lan xem như gặp may mắn bởi vì lập đại công còn có thể trở về nhưng mà còn có bao nhiêu đệ tử kiệt xuất bị du hãm mà phải tới đó cuối cùng chết già trong đó thật lâu người thứ ba lòng đầy quyết tâm nói không được trước mắt thực lực của những đệ tử tinh anh căn bản không có tham gia được sông long hội tiểu tử này nhất định phải nhập tinh anh nếu không quá đáng tiếc đi bất kể như thế nào ba người chúng ta nhất định phải có được tiểu tử này cho dù có làm trái tông quy cũng kệ nó hai người kia nghe vậy liếc mắt nhìn nhau rồi tất cả đều kiên định gật đầu lúc này trên võ đường nơi đây đã trở thành một mảnh hỗn độn trên dưới toàn trường lặng ngắt như tờ. Ta du nguyệt, sau khi mà rung lên mấy hơi, liền ngửa mặt lên trời cười to, không có tiếc lời tán dương. Tạp dịch, thật sự là rất tốt, quả nhiên rất biết quét dọn đó. Gương mặt thạch cung phụng run rẩy mấy người đại trưởng lão nghe được cái lời này, tức cho đến sạm mặt xuống. Chế diễu trần trụi chế diễu. Cái gì gọi là tạp dịch tốt, rất biết quét dọn chứ. Trác phàm vừa mới quét cái gì, không phải chính là quỷ hổ sao? Ta Du Nguyệt nói lời đó chính là đang nói quỷ hổ. Thậm chí những cái đệ tử nội môn sắp bước vào hàng ngũ tinh anh đều là tro bụi phải nhanh chóng quét dọn. Đây rõ ràng chính là giữa ban ngày giả một phát thật mạnh vào mặt của những trưởng lão bọn họ. Thế nhưng ta vô nguyệt không có nói rõ, bọn họ không có tiện quá phản bác, chỉ có thể bùng ra cái vẻ mặt âm trầm đa tạ tông chủ khích lệ không biết còn có cái gì phải quét nữa không Trát phàm cung kính ôm quyền nói hồ mỹ nhi cùng với liễu hút nghe vậy lập tức khẩn trương lên đều không có tự chủ lui về phía sau một bước khuê lan cùng với nguyệt linh cười lạnh khinh thường nhìn hai người nguyên lai hai người các người cũng đã biết sợ sao ta Du nguyệt phi cười phất phất tay nói không cần ngươi rất biết quét dọn nhưng mà hôm nay ngươi đã nhớ làm ngài cho nên trở về đi. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, gánh cây chổi rời đi. Có điều cái bộ dáng không còn khúm núm cẩn thận như trước. Quỷ hổ khó khăn đứng lên, nhìn bóng lưng của Trác Phàm trong mắt chỉ thật sâu, sợ hãi cùng kiên kỵ. Chỉ mới giao thủ có một chiêu thôi, nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn thật không có muốn bị người này để mắt tới một lần nào nữa. Hồ Mỹ Nhi cùng chị Liễu Hút cũng thở dài ra một hơi, thấy yên lòng. Vừa rồi Trác Phàm cùng với Tà Du Nguyệt làm cái trò bí hiểm, có lẽ người khác nghe không hiểu. Nhưng mà bọn họ là người trong cuộc, nào có lý không hiểu chứ. Lúc đó, tông chủ mà gật đầu, kêu hắn đi quét dọn, thì hắn nên quét dọn người nào, còn không phải là hai người bọn họ sao. Nhưng mà còn tốt, tông chủ có lẽ kiên kỵ mấy cái người nhị cung phụng, không có đủ tận giết tuyệt. Tà Du Nguyệt chợt quay đầu lại nhìn Nguyệt Nhi cười nói Ngoại môn đệ tử Nguyệt Nhi Trác Phàm tới đây là gì quét dọn cái chỗ này Vậy người tới đây vì cái chuyện gì? Khởi bẩm tông chủ Đệ tử bất mãn kết quả thi đấu lần này Đặc biệt tới khiêu chiến Nguyệt Nhi ôm quyền Nhắc lại những cái lời của Trác Phàm dạy nàng nói Nguyệt Linh cùng Khuê Lan giật mình Liếc nhìn nhau Trong mắt đều lộ ra một vẻ lo lắng Lớn mật kết quả thi đấu nội môn như thế nào, ngoại môn đệ tử như người há có thể tùy tiện can thiệp. Thạch cung phụng, sững sờ lớn tiếng trách mắng. Nếu là bình thường, hắn sẽ không có nói gì. Đệ tử ngoại môn khiêu chiến với đệ tử nội môn, xác suất thắng cơ bản là bằng không. Nhưng mà hôm nay, không có làm vậy được. Trác Phàm là người của tông chủ, tiểu cô nương mà hắn mang đến, không cần phải nói. Chắc chắn là tông chủ an bài. Đã vậy, người ta chắc chắn có chuẩn bị, hắn tất nhiên phải cực lực tránh đi. Thế nhưng, đây chỉ là mong muốn đơn phương, ta vô nguyệt lại há có thể để cho hắn tội nguyện sao? Ta vô nguyệt mỉm cười, khoát khoát tay. Thạch cung phụng, lời ấy sai rồi, ma sách tông của chúng ta, cương giả di tôn, bất luận kẻ nào trong tông đều không có được sợ khiêu chiến. Nếu muốn trở thành đệ tử tinh anh thì càng phải có phẩm chất này. Nếu sợ đầu sợ đuôi á, sao có thể làm đệ tử tinh anh của ma sách tông chứ thạch cung phụng không nói ra được một câu phản bác vì ta vô nguyệt chỉ nói đúng sự thật là những lời của tổ tiên răng dạy thế nhưng rất nhanh hắn quay đầu nhìn nguyệt nhi trịnh trọng cảnh cáo tiểu cụ nương ngươi cần phải hiểu rõ tông môn có quy củ nội môn không có thể áp ngoại môn ngoại môn không có thể lấn tạp dịch thế nhưng một khi ngươi dĩ hạ phạm thượng liền sinh tử vô luận cho dù là tông chủ đến lúc đó đều không có bảo vệ được người đâu nguyệt linh siết chặt trong lòng lo lắng nhìn nguyệt nhi thế nhưng nguyệt nhi lại mỉm cười cung kính cúi đầu nói đa tạ thạch cung phụng nhắc nhở nguyệt nhi đã hiểu nhưng mà nguyệt nhi tâm ý đã quyết ngài không cần phải nhiều lời thạch cung phụng muốn khuyên can dụ dỗ thêm nhưng đã bị tà vô nguyệt vỗ tay cười to cướp lời tốt tốt thấp đánh cao, can đảm lắm. Nguyệt Nhi, ngươi muốn khiêu chiến người nào? Ngươi đã biết, năm người này là năm người, đã được chọn làm đệ tử tinh anh, tất không có thể coi thường đâu. Ngươi phải lựa chọn cho cẩn thận đó. Nguyệt Nhi quay đầu, ánh mắt khiêu khích, nhìn thẳng hồ Mị Nhi. Mị Nhi sư tỷ, ngươi nhường lại cái vị trí đệ tử tinh anh đi. Nguyệt Linh siết chặt lòng, tuy sớm đã biết dự định của Trác Phàm là để cho Nguyệt Nhi khiêu chiến hồ Mị Nhi, nhưng tránh thức thấy hai người đối mặt nàng không thể không lo sợ cho dù được trác phàm điều giáo ba tháng thực lực của nguyệt nhi tăng mạnh tu di thiên quyền chính tầng nhưng mà hồ mỹ nhi là thần chiếu tam trọng cảnh thiên quyền cảnh đối với thần chiếu cảnh đã bất lợi rồi huống chi còn kém tứ trọng tu di hồ mỹ nhi cũng nhíu mày sững sờ mấy giây rồi mới giận quá cười chăm chọc nói tốt nguyệt nhi tỷ tỷ ngày thường thật sự không có phí công thương người tuy là bình thường tỷ tỷ ôn nhu với người nhưng mà ngươi cũng không có thể gì vậy mà nhờn với ta chứ vừa dứt lời hồ mỹ nhi đột nhiên phóng ra khí thế mãnh liệt đến tận lúc này khuê lan nguyệt linh quá sợ hãi kêu lên cái gì thần chiếu tứ trọng cảnh hồ mỹ nhi vậy mà lại đột phá sao chương 555 thanh quả điều giáo Hồ Mỹ Nhi thế mà lại đột phá thần chiếu tứ trọng cảnh. Như vậy, trên lệch giữa hai người chính là ngũ trọng tu vi, khoảng cách này càng sâu không thấy đáy. Nguyệt Linh cùng chữ Khuê Lan nhìn nhau, đều nhăn mài thật sâu, trong lòng càng thêm lo lắng. Tà Du Nguyệt cũng vậy, không quá có lòng tin với tiểu cô nương này. Dù sao Nguyệt Nhi đã được một tay của Trác Vàm điều giáo, nha đầu này thực lực như thế nào, hắn cũng không có rõ ràng. Nếu chiếu theo bình thường, thiên quyền đối với thằng chiếu còn kém ngũ trọng tu di. Trên lệch bực này á quả thật không có phần thắng chút nào. Nguyệt Nhi, đây chính là người muốn tìm chết, đừng có trách tỷ tỷ xuất thủ quá nặng đó. Hồ Mị Nhi diễu cợt liên tục, thuận tiện ánh mắt khiêu khích liếc qua Nguyệt Linh. Nguyệt Linh nắm chặt song quyền, trợn mắt nhìn lại. Thế nhưng đối mặt với Hồ Mị Nhi phách lối, Nguyệt Nhi cười lạnh, chẳng thèm ngó tới trong tay của nàng lóe lên ánh sáng xuất hiện một thanh đoàn đào phát ra đầy thanh mang rét lạnh bát phẩm ma đào tất cả trưởng lão cung phụng quá sợ hãi đi bát phẩm ma đào cho dù trong tay của bọn họ cũng chưa chắc người người đều có một thế nhưng một tiểu nha đầu ngoại môn lấy đâu ra cái bảo bối tốt vậy chứ hơn nữa nhìn thủ pháp luyện chế đao phong này trong cương có nhu trong hàng khí lại có nóng rực, âm dương phối hợp, tranh nhau phát sáng nhật nguyệt. Chắc chắn là xuất từ luyện khí đại sư rồi. Cho dù là tà vô nguyệt, nhìn đau phong kia phát ra quan quy lóa mắt. Lúc này, ánh mắt không khỏi lộ ra một vẻ tham lam. Khó trách, tiểu cô nương này tự tin như vậy, nguyên lai lại có chuẩn bị mà đến sao? Xác thực, có bát phẩm ma đào hộ thần trên lệch ngủ trọng cảnh tu di vẫn rất là dễ dàng bị bắt kịp chỉ là tiểu tử này thật là dốc hết vốn liếng ngay cả bát phẩm ma đào đều đưa cho nha đầu này nếu là bản tông chắc sẽ không có nở đâu con mẹ nó tiểu tử này bây giờ đã phát tài rồi trước kia một viên cửu phẩm linh đan liền có thể mua bây giờ hắn tiện tài đưa ra một bát phẩm ma bảo mấy năm này hắn đang nên làm ra hay sao mà lại giàu vậy chứ Xem ra có thời gian phải đi thăm hỏi nhiều một chút. Xem hắn còn có vật tốt gì, giấu giếm không. Hồ Mị Nhi thì lại rung lên, nhưng mà miệng vẫn cường thể nói. Súng hơi, đổi pháo sao? Có cái thứ này, khó trách, giảm phách lối như vậy. Có điều ngựa tốt, phối yên tốt, bác phẩm ma đào đến trên tay của người, chưa hẳn có thể phát quy ra quy lực chân chính. Ngươi đừng quên, ẩm ma đào pháp của người là do ta truyền. Ngươi từ nhỏ đến lớn tu luyện cũng là một tai ta dạy bảo. Ngươi thế nào? Ta rất rõ ràng chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng một thanh bát phẩm ma đào thì có thể đánh bại ta sao? Hơ, thật sự là chuyện cười. Thật sao? Nguyệt Nhi cười tà, ngay sau đó toàn thân của nàng dâng lên một cổ lực lượng cực kỳ âm hàn rồi mới tụ tập về trên đào phòng. Chỉ một thoáng, nhiệt độ quanh cái vỏ đài bắt đầu kịch liệt hạ xuống từng trận âm sát chi lực không ngừng ngưng tập lại một chỗ. Một số đệ tử thực lực thấp nhất thời đã cảm thấy lạnh lẽo, run run cuộn mình lại. Hồ Mỹ Nhi giật mình, trên khuôn mặt cuối cùng lộ ra một vẻ kinh dị không thể tin nói. Người đây là lực lượng gì? Nguyệt Nhi cười lạnh, không đáp lời, chỉ dung ra một đao. Âm gian một tiếng, toàn bộ diễn võ đài lập tức đã bị bổ thành hai nửa, mà lại nơi vết cắt không ngừng phát ra cái tiếng xì xì, từng dòng khí màu xám đầy băng hàng quấn quanh đó. Âm sát chi lực, thật là tinh thuần. Ta du nguyệt, mắt sáng lên, khen lớn, đồng thời trong lòng âm thầm tán thưởng. Trác phàm điều giáo nha đầu này cái kiểu gì, vậy mà có thể làm cho nàng ta tuôn ra lực lượng thuần âm đến cực hạn như vậy. Thế này cho dù nàng không cần phải bác phẩm ma đào, công lực giữa hai người cũng không có hơn nhau được bao nhiêu. Dù sao, độ mạnh yếu của công lực hai người không có chỉ quyết định tại tu di, mà còn phải từ cường độ gân mạch, độ rộng cùng với trình độ tinh thuần của nguyên lực mà định ra. Như tiểu cô nương này, rất rõ ràng có tinh thuần của nguyên lực vượt xa tất cả mọi người ở đây, bao quát cả dài trưởng lão. Điều này làm cho tất cả trưởng lão cung phụng kinh hãi trong lòng mà hai người Nguyệt Linh thì kinh ngạc quá đổi. Bọn họ không có biết Trác Phàm dùng thủ đoạn gì có thể khiến cho Nguyệt Nhi có thể thoát thai quán cốt trong một thời gian ngắn như thế. Bọn họ chỉ biết con quái vật Trác Phàm kia đang biến Nguyệt Nhi thành quái vật giống như hắn. Sư muội cẩn thận đó. Liễu hút nhìn một đau chi quy không khỏi cảm thấy kiên kỵ bèn mở miệng nhắc nhở. Hồ Mỹ Nhi gật đầu cuối cùng thu hồi cái lòng kinh thị, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Giờ khắc này, nàng cũng sẽ không coi thường tiểu cô nương này là một tiểu nha đầu mà lúc trước có thể mặc nàng bố trí. Bây giờ, nha đầu này giống như một tiểu hổ đã khỏe mạnh trưởng thành, đang từng bước quỳ hiếp địa vị của nàng, thậm chí sinh mệnh, tuyệt không có thể lưu nàng. Ánh mắt của Hồ Mỹ Nhi trần trụi hiện ra sát ý. Ông một tiếng không gian ba động một đạo gợn sóng vô hình bắn xuyên qua Nguyệt Nhi. Không tốt là nguyên thần trùng kích, Nguyệt Nhi cẩn thận đó. Nguyệt Linh dỗ dàng hô to. Nguyệt Nhi cho dù thực lực có tăng mạnh nhưng mà dù sao mới chỉ là thiên quyền tu giả. Cường độ nguyên thần là cái xương sườn mềm một khi bị nguyên thần trùng kích, nhẹ thì đầu dáng mắt qua, hôn mê bất tỉnh, nàng rất có thể sẽ nguy hiểm tính mạng có điều đối mặt với công kích này nguyệt nhi không một chút sợ hãi hư nhẹ một tiếng hồ mị nhi ngươi cho rằng ta có can đảm kiêu chiến ngươi chẳng lẽ nguyên thần không có chuẩn bị sao lúc này đạo nguyên thần trùng kích tới trước người của nàng nhưng mà khi lực lượng nguyên thần tràn ngập sát ý đổ ập vào nàng đùng một tiếng gian thật lớn không ngờ nó quá thành một đạo thanh mang đổi hướng xong về phía hồ mị nhi hoàn toàn không có ngờ rằng xảy ra chuyện như vậy. Hồ Mỹ Nhi lúc này bị đánh cho không kịp trở tay. Thanh Quang nhập thể, đầu quanh minh tựa như liệt diễm thiêu đốt trong đầu, khiến cho nàng đau đớn dị thường, ôm đầu phủ phục xuống đất, kêu thảm thiết liên tục. Một phút sau mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà sắc mặt của nàng đã trắng bệch, rất rõ ràng nguyên thần đã trọng thương. Tất cả mọi người cả kinh đều cảm thấy kỳ lạ. Đây là làm sao vậy? Nàng không phải là dùng nguyên thần trùng kích Nguyệt Nhi sao? Làm sao mà lực trùng kích lại bắn ngược trở về mà lại chính nàng không thể chịu nổi, ngã xuống đất không có dậy nổi? Nguyệt Nhi hơi mở miệng, từ trong miệng nhả ra một viên châu, hiện ra thanh sắc quả quang, lóe mắt dị thường. Cái đó là cửu phẩm linh binh, định hồn châu. Tà Du Nguyệt sợ hãi kêu lên trưởng lão cung phụng còn lại nghe thế quá sợ hãi rồi ai cũng biết định hồn châu là trấn tông chi bảo của quyền thiên tông trong khu vực này chỉ có nơi đó có vậy mà bây giờ cái hạt châu này sao mà lại chạy vào trong tay của tiểu nha đầu này nguyệt nhi cười nhạt nói thủ pháp luyện chế hạt châu này tuy là bắt nguồn từ định hồn châu nhưng mà lực lượng dương xa định hồn châu định hồn châu chỉ có thể bảo hộ nguyên thần mà thanh diêm châu thêm vào một loại quả diễm cường đại. Một khi có người dùng lực lượng nguyên thần công kích nó, tất sẽ gặp phải phản vệ thôi. Mang theo lực lượng từ ngọn lửa kia, cộng thêm công kích trước đó mà bắn ngược lại đối thủ, khiến cho nàng tự ăn ác quả. À, thì ra là thế, phiên bản định hồn châu gia cường. Các vị trưởng lão cung phụng liếc nhìn nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía hạt châu trong tay của Nguyệt Nhi. Tất cả lộ ra vẻ tham lam. Cửu phẩm ma bảo thật là đồ tốt rồi. Chỉ là đồ tốt như vậy làm sao mà nằm trong tay của một đệ tử ngoại môn. Thật sự phung phí của trời nếu để cho lão phù. Hồ Mị Nhi cắn răng quát lên. Tiểu nhà đầu đáng chết, ý vào ma bảo lợi hại, không có bản lĩnh gì. Có gan, ngươi cùng với lão nương tay không đánh một trận đi. Nguyệt Nhi cười lạnh, những cái thứ này cũng là một phần thực lực của ta, không cho phép người khác nói này nói kia mà tòng, không có cái gì thắng anh hùng hay là không anh hùng chỉ cần thắng là được rồi giả lại, ngươi là thần chiếu tứ trọng lại muốn để cho thiên quyền cảnh như ta đánh tay không với ngươi sao ngươi cũng không cảm thấy ngại sao ngươi hồ mị nhi tức giận đến hai con mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lời nói, tiểu nhà đầu lúc nào mà học được như thế miệng lưỡi bén nhọn vậy nghe được cái lời này nguyệt nhi hiếp mắt không có thèm nói thêm lời nào trong tay chỉ hồi tưởng đến thanh nam quen thuộc lúc giao thủ không hẳn đã phải dùng hết sức dùng ngôn ngữ kích động tâm cảnh đối phương cũng là một đạo để mà thắng người tính tình lạnh lùng cần phải sửa lại đây chính là những lời của trác phàm nói với nàng bây giờ đối mặt với hồ mỹ nhi Mỗi một lời của Trác Phạm nói, quả thật đã được xác minh. Nguyệt Nhi cười nhạo nói tiếp: "Mị Nhi sư tỷ, ngươi có thù với ta, cũng có ân với ta, bây giờ ngươi nguyên thần trọng thương, rất khó cử động, ta chém ngươi một đao, mặc kệ ngươi có đỡ được hay không." Từ đó, ân quán coi như chấm dứt. Nói rồi, Nguyệt Nhi giơ loan đao lên cao, âm hàng chi khí liền đã không ngừng tụ tập trên đao. Các bạn vừa nghe xong tập 120 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.